Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình Laravel được phát trực tuyến từ Trung tâm Đào tạo Lập trình Santec Việt Nam. Tiếp tục ở video này, tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về kiến trúc thư mục ở bên trong Laravel. Như các bạn biết, ở buổi trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về biến môi trường thông qua file .env ở trong Laravel, và qua đó cũng giúp các bạn biết cách lấy các giá trị của từng cái biến môi trường này ở bên trong file .env như thế nào đó. Và ngoài ra thì chúng ta cũng đã hiểu được cái ý nghĩa của biến môi trường ASCII và hiểu được cái ý nghĩa của cái dãy số này. Nếu chúng ta chạy chương trình Laravel mà không có dãy số này thì chắc chắn là chương trình của chúng ta sẽ không chạy được. Và từ đó các bạn đã biết cách để chúng ta có thể tạo ra được cái dãy số này. Chúng ta có hai cách, đó là chúng ta có thể sử dụng ở trên màn hình lỗi của Laravel khi báo cái lỗi này thì chúng ta có một cái button generate key. Cách thứ hai chúng ta hay dùng đó là chúng ta sử dụng câu lệnh artisan command để chúng ta có thể generate được cái key này. Ok, vậy thì kiến trúc của Laravel, như các bạn biết là Laravel nó là một cái framework và nó tuân thủ theo cái chuẩn mực của mô hình MVC. Tuy nhiên thì khi các bạn nhìn vào đây thì các bạn sẽ không nhìn thấy mô hình MVC. Như các bạn biết là nó sẽ có MVC, nó đại diện cho model. C nó đại diện cho view. Và V nó đại diện cho view, và C nó đại diện cho controller. Thì Laravel nó đang tuân thủ theo chuẩn mực của mô hình MVC. Tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy là nó không quá rõ ràng, nó không chia thành ba thư mục một cách rõ ràng như chúng ta thường học. Thì ở trong Laravel, thư mục controller nó nằm ở trong HTTP đó, và các bạn sẽ thấy nó có thư mục controller. Còn thư mục view chứa cái phần giao diện để hiển thị cho người dùng thì nó nằm ở trong resource view, và tất cả các view sau này sẽ được định nghĩa ở bên trong view. Và thư mục model thì Laravel nó không có thư mục model. Thì tôi có đọc ở trên Stack Overflow thì nó có nói là khi mà Taylor SQL nó viết cái framework này thì nó không muốn ràng buộc người dùng là cứ model là phải đưa vào trong thư mục model, để sau này khi chúng ta phát triển ứng dụng của mình, chúng ta có thể tạo ra một cái thư mục khác và ném mô đồ vào. Chính vì vậy, mô đồ ở trong Laravel nó đang đặt ở trong thư mục app như thế này. Ví dụ đây là user mô đồ thì nó đang đặt trong thư mục app. Thì sau này các bạn hoàn toàn có thể move nó vào trong thư mục mô đồ. Các bạn có thể tạo ra một thư mục mô đồ ở bên trong như thế này, và Laravel nó hoàn toàn hiểu được cái điều đó. Đó, và sau này chúng ta sẽ quy định và định nghĩa các mô đồ nằm trong này. Ok. Thì đó là cái chuyện mình giới thiệu về tổng quan về cái chuẩn chung của Laravel. Thì đi từ trên mà xuống thì các bạn sẽ nhìn thấy là thư mục app và thư mục controller nó nằm trong HTTP. Thì trong thư mục app này nó có phần console. Phần console này nó sẽ chứa các command của chúng ta, sau này chúng ta sẽ định nghĩa đó. Và tất cả các command nó được định nghĩa ra, và để sử dụng được nó thì chúng ta sẽ phải đăng ký nó, phải đăng ký nó ở trong kernel đó. Tiếp theo là exception. Exception là nơi, trong exception thì nó sẽ là nơi để chúng ta có thể handle được lỗi của toàn project ở trong đây, handle được tất cả những cái lỗi mà chúng ta cần, chúng ta muốn thì nó sẽ nằm ở trong exception, những cái lỗi ngoại lệ. HTTP thì có controller như tôi vừa giới thiệu. Thì nói đến HTTP, các bạn sẽ liên tưởng đến những cái request của người dùng, những cái thao tác của người dùng chuyển trang, click, submit thì nó đều là liên quan đến request của người dùng lên server. Thì nó sẽ thông qua thằng HTTP và nó sẽ gọi đến controller. Thì ở đây sẽ là controller. Middleware nó là một cái tầng để cho chúng ta filter hay là cho chúng ta check những cái điều kiện trước khi nó access vào một cái controller của Laravel. Và trong kernel này nó cho phép chúng ta đăng ký những cái middleware mà các bạn tự tạo ra. Thì sau này học sang phần này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể tạo ra được một middleware và xem thằng middleware nó hoạt động như thế nào.
Thì cơ đồ này nó là nơi để chúng ta đăng ký các middleware mà chúng ta tạo ra. Và ở bên trong cơ đồ này nó cũng có những cái middleware có sẵn, hay là có những nhóm middleware có sẵn của Laravel. Đó. Tiếp theo là model, cái mà tôi vừa tạo ra thì đây là sẽ là chứa tất cả các model của Laravel. Model thì để tương tác với database, làm việc với cơ sở dữ liệu. Provider, provider đây chính là thành phần chính để kích hoạt hệ thống core của Laravel có thể chạy được. Thì bất kỳ request nào nó sẽ đi qua, cũng đều đi qua provider này. Thì sau này tôi sẽ nói rõ hơn về phần này. Và đây là một cái model default ở trong Laravel là user, nó nằm trong thư mục app. Đó. Bootstrap thì trong bootstrap có cách và có một file là app. File này là file để nạp cái những cái thư viện core của Laravel, những cái provider có thể chạy. Và tiếp theo là config. Config này nó sẽ chứa các file config liên quan đến app, liên quan đấy, các bạn thấy là file env được dùng ở trong config và cách gọi của nó đây, giống như tôi demo ở buổi trước. Đó, ngoài ra thì nó có các config liên quan đến database, thay đổi thông tin database các thứ. Sau này học về phần này tôi sẽ nói rõ hơn. Config về file, config queue, email, log, ghi lỗi, ghi log hệ thống và service, những cái service mà chúng ta dùng. Các bạn thấy ở đây. Và section, config về view. Cuối cùng là thư mục database sẽ chứa những cái migration để chúng ta có thể tạo database với migration và factory. Sau này chúng ta sẽ lại tìm hiểu rõ hơn. Và index, index là nơi sẽ chứa các resource của project, ví dụ như JS, image và CSS. Thì đây là cái phần resource mà đã được compile ra, đã được compile ra và nó sẽ lưu ở đây. Còn resource mà chúng ta sẽ code, chúng ta sẽ chỉnh sửa trực tiếp thì nó lại nằm ở trong thư mục resource. Thì sau này chúng ta sẽ có sát, có thể viết CSS với sát. Và trong này có JS, thì chúng ta đang có bootstrap ở đây. Và sau này chúng ta sẽ có là Vue.js nữa, mọi thứ sẽ được đặt ở trong đây. Tiếp theo là thư mục router. Router nó là cái điều hướng. Điều hướng có nghĩa là bất kỳ một request nào khi gọi đến server thì ở trong Laravel nó quy định là đều phải đi qua router trước khi đi đến controller. Các bạn hiểu đơn giản cho mình như vậy. Tiếp theo là storage, nơi lưu tất cả những cái file log của hệ thống, hoặc là lưu tất cả những cái file cache của hệ thống. Đó, cuối cùng là test, thì trong Laravel nó hỗ trợ chúng ta viết pip unit test luôn. Và ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo một vài cái tool browser test như là có Laravel Dash. Thì sau này chúng ta sẽ, nếu các bạn viết test thì chúng ta sẽ viết test ở đây. Đó, dưới đây là biến môi trường. Và dưới cùng này nữa là biến composer. Thì đây chính là các package mà Laravel nó đang có. Và các bạn nhìn thấy ở đây một cái package. Và ở đây chúng ta nhìn thấy thêm nữa, đó là thông tin về Laravel framework chúng ta đang dùng đây, là bản 6.2. Đó, và một vài cái package mà nó đang require vào, mặc định là phải có trong Laravel. Ngoài ra thì nó sẽ có một vài cái config nữa. Thì cái composer này sau này chúng ta sẽ ở những khi chúng ta làm việc teamwork thì file composer này nó giúp cho các bạn là cài đặt lại toàn bộ những thứ mà project này cần thông qua câu lệnh composer intro. Đó, khi một người khác kéo code từ Git về thì các bạn chỉ cần chạy composer intro thì nó sẽ cài đặt toàn bộ những thứ mà dự án của chúng ta đang cần. Đó, còn composer log thì nó là cái ghi nhận lại những cái backkit mà thằng này nó đã, mà project chúng ta đang dùng và nó đã lắp được, nó lắp lại ở trong composer intro. Đó, ngoài ra thì còn một vài file linh tinh khác nữa thì các bạn có thể chủ động tìm hiểu, cụ thể như webpack thì sau này học đến thì mình sẽ nói cụ thể hơn thì các bạn sẽ đỡ bị rối. Ok, ở video này thì mình sẽ dừng ở đây. Mình chỉ giới thiệu qua về tổng quan về kiến trúc thư mục ở trong Laravel thôi. Và ở buổi sau thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem là cái vì sao mà chúng ta chạy trang web này lên thì chúng ta lại nhìn thấy cái màn hình này, và cơ chế hoạt động của nó ra làm sao.
request của nó gọi đến đâu và nó load cái gì lên để có được cái này. Thì buổi sau tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Bây giờ các bạn hãy dành một chút thời gian review lại các source code, các folder ở trong thằng Laravel để ghi lại cho mình một cái tổng quan nhất về cái kiến trúc của thằng Laravel này. Thì sau này các bạn làm việc với nó sẽ dễ dàng hơn. Chúc các bạn học tốt.